Ano, này Ani, cậu có chắc là được trừ hình ở đây không? Ano, mình có tin xấu đây, tất cả chính phủ ở trên thế giới đã bị lật đổ và bây giờ tất cả bị thống trị bởi các kẻ độc tài. Đúng, xét về một mặt, đây là chuyện tốt, không ai sẽ rời khỏi nước họ nữa và mọi người sẽ làm việc vì phúc lợi và vị thế của đất nước họ trên thế giới. Nhưng ở mặt khác, dưới các chế độ này, hầu hết mọi người không được ở nhà hoặc khu cư trú, mà là ở nhà tù bởi vì đạo luật của các nước này sẽ rất hà khắc và đôi khi thậm chí thật sự lạ lùng bạn có thể quên luôn về lợi ích của nền văn minh sau tất cả quan hệ kinh tế quốc tế cũng không cần thiết nữa và mỗi quốc gia từ giờ sẽ chỉ làm việc cho chính mình nhưng điều đó có nghĩa là nếu trước đây nước bạn không có nền công nghiệp nặng ví dụ như là chế tạo phương tiện thì bây giờ bạn không thể sở hữu một chiếc ô tô và tất cả những gì tốt nhất bạn có thể kỳ vọng là chiếc xe đạp dở tệ và mình không nói đến việc mạng xã hội biến mất Nhưng giờ bạn chỉ có thể nói chuyện riêng tư với bạn bè ở đâu đó Sâu trong khu rừng Với chiếc radio được bật thật to Từ giờ, dù cho bạn muốn cắt tóc Thì kiểu tóc của bạn cần được chính quyền địa phương chấp thuận Và cũng chỉ có một số lượng hạn chế kiểu tóc được chính phủ chấp nhận nhưng thứ rùng rợn nhất là giờ tất cả các nước nghi hoặc lẫn nhau như một mối đe dọa tiềm tàng. Nên, Hầu hết nguồn lực của các nước được đầu tư vào xây dựng quân đội. Và than một ngày nào đó sẽ có người phá vỡ quy tắc và nhấn vào nút đỏ nguy hiểm. Ano, cậu đã cứu thế giới đó. Ai mà ngờ được rằng sự mù mờ của cậu đã giải cứu cả hành tinh chứ? Anh sẽ thay thế Kim Jong-un trong một ngày anh có thể tưởng tượng việc cai trị một đất nước với dân số 25 triệu người tuân theo. Tôn thờ và yêu mến bạn và chỉ bạn không. Nhưng thành thật mà nói, họ không có quyền lựa chọn đâu. Nhiều thứ mà hầu hết ai cũng coi là bình thường, là bạn chỉ được cho phép ở đó. Ví dụ mặc quần áo của các nhà thiết kế châu Âu tốt nhất hoặc ăn mứt Nutella. Trong khi tham gia các công việc quan trọng của nhà nước, ngôi nhà khổng lồ của anh được bảo vệ bởi trung đội lính vũ trang hàng rào điện và bãi mìn. Ngay cả vụ nổ bom hạt nhân cũng không hề hấn mấy bức tường được bao phủ bởi các thành trì. Giờ hãy sẵn sàng bởi vì bọn mình sẽ có chuyến đi. Kim Jong-un có cuộc hẹn với Donald Trump. Kim nói rằng anh ấy sẽ không thể sống sót trong lần thứ hai và tất cả trông khá đáng ngờ. Vì vậy anh nên đi thay thế. Chuyến tàu bọc thép cá nhân của anh bắt đầu cuộc hành trình từ ngay ngôi nhà này. Tốc độ của nó không vượt quá 60 km một giờ. Do trọng lượng khổng lồ của chiếc xe bọc thép, chỉ hôm nay tất cả đều là thuộc quyền sở hữu của anh bạn Vụ thu hoạch năm nay khá thất thoát Như anh thấy đấy Và 10 triệu người có thể chết vì đói Chắc chắn rồi Nhưng 15 triệu người vẫn còn Các bạn không nên vào đấy khoảng 20 phút đâu Ok tốt thôi Nếu là vì an ninh của tiểu bang Chỉ chủ tịch mới được dùng nhà vệ sinh di động Tất cả các mẫu nước tiểu và phân Được thu thập theo dõi sức khỏe và đảm bảo rằng không có gián điệp phát hiện ra bệnh nào cả. Căn phòng tốt nhất trong thành phố được cho thuê chỉ dành cho anh. Và sau khi rời đi, không ai nghĩ rằng chủ tịch đã từng ở đây. Dịch vụ an ninh không để lại một dấu vân tay hay sợi tóc nào từ người thống trị vinh quang. Mọi người đang chờ đợi anh. Không nói gì, chỉ mỉm cười và vẫy tay. Mình chỉ biết Tổng thống Mỹ sẽ không gửi lời mời họp trên WhatsApp đâu. Năm 1945 là năm kết thúc Thế chiến thứ hai và Liên Hợp Quốc được thành lập. 51 quốc gia đã ký cam kết thành lập tổ chức này với mục tiêu duy trì an ninh quốc tế. Hiện, Liên Hợp Quốc có 193 nước thành viên và cho đến nay chưa có quốc gia nào bị loại khỏi tư cách thành viên. Anh chàng gầy gò tóc đỏ chinh phục đại dương trên con thuyền bơm hơi. Video này đạt triệu view cho xem. Nhưng mà tốt hơn hết là đừng đi qua vùng lãnh hải. Ồ, oh, Quá ra còn nhiều điều tôi chưa biết về anh đấy, Ani. Anh đưa cho họ xem gì thế? "Ano, à, anh đổi quốc tịch hồi nào vậy? Hmm, nền tảng hàng hải này trông rất giống công quốc Sea quốc gia được thành lập trên nền tảng căn cứ của sự cũ. Lợi ích của các tiểu bang như vậy là hoàn toàn không có thuế và không có lệnh cấm tiến hành bất kỳ loại hình kinh doanh nào ở đây anh có thể nhanh chóng làm giàu bằng cách bán bánh mì kẹp thịt trong nước vì chả có sự cạnh tranh nào cả rồi sao nữa ano anh sẽ làm vua của aquatopia chứ tôi tính không nói đâu nhưng trang phục hoàng gia của bộ hợp với anh đó thưa đức vua ano tôi tự hỏi liệu sắc lệnh đầu tiên của anh có phải là cấm cola đối với người ăn kiêng không ồ oh, chi phí cho cuộc chiến tranh iraq với hoa kỳ là 1,3 phẩy nghìn tỷ đô la nếu Liên Hợp Quốc biến mất, thì hơn 120.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở 15 quốc gia trên thế giới sẽ gặp nguy hiểm và chiến tranh sẽ bùng phát trở lại ở những quốc gia này. Nghĩa là toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Còn những người này là ai? Để có được hộ chiếu, chỉ cần trả tiền thôi sao? Chuyện này có vẻ giống như trò lừa đảo vậy, giống ở vương quốc Sealand, nơi họ bán 150.000 hộ chiếu với giá 1.000 đô cho mỗi hộ chiếu. Dưới sự cai trị của Anu, Aquatopia đã trở thành quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Nhà tù vịnh Guantanamo. Anu, anh có nghe tôi nói không? Không ai tìm cách trốn thoát khỏi đây được hết cả. Thậm chí, họ còn chưa từng thử, bởi vì không thể được đâu. Và nếu bất kỳ ai dám cố gắng trốn thoát khỏi đây, hắn sẽ phải tìm cách vượt qua cửa kim loại dày 20cm xuống một mê cung hành lang vô tận có camera giám sát Chống lại đàn chó bảo vệ hung dữ Trèo qua hàng rào điện Siêu cao áp cao 5 mét Leo qua dây thép gai Và vượt qua hàng chục người bảo vệ Canh mỗi ngóc ngách Hiện tại có 40 tội phạm nguy hiểm nhất thế giới Bị giam giữ tại nhà tù này Và anh bạn của tôi Ano Cũng nằm trong danh sách này Chúc mừng nha Nhưng anh không được phép nói chuyện Với bất kỳ ai trong số họ đâu Tóm lại, tù nhân nào cũng bị giam cầm nghiêm ngặt suốt 24 giờ trong này cả. Nói đến thời gian mới nhớ, đã tới lúc ăn trưa rồi. Để xem, hôm nay thực đơn có món gì nào. Được rồi, có gì ở đây nhỉ? Chỉ một món đặc biệt cho tù nhân thôi. Có tên là Neutral Love. Neutral Love là loại đồ ăn trừng phạt của nhà tù được làm từ đồ ăn thừa mà không có sự cân nhắc nào về muối hoặc gia vị. <laughs> Chúa ơi, Tôi muốn buồn nôn đến nơi rồi, không biết làm sao anh ăn được đây, Anu. Vậy anh sẽ không ăn à? Anh quyết định tuyệt thực như một dấu hiệu phản đối sao? Ô, oh, nhìn kìa. Dễ thương làm sao. Anh ấy đã làm một búp bê nhỏ bằng bánh mì để vào bảng kia. Làm tốt lắm, Anu. Như tôi nghĩ, anh đã phản ứng thái quá về đồ ăn rồi đấy. Tôi quên nói với anh mất tiêu Vịnh Guantanamo không phải là nơi mà nhân quyền được quan tâm đến nhiều đâu. Vì vậy, ví dụ nếu có ai đó tuyệt thực, anh ta sẽ bị bức thực bằng một cái ống được đâm vào một bên lỗ mũi. Chà, kế hoạch này không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng đừng vội nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Còn cả đống các hình thức tra tấn đang chờ đợi anh kìa. Tra tấn bằng nước, cái lạnh, âm nhạc và chích điện được đang được thực hiện ở Guantanamo và khắc nghiệt nhất là không cho ngủ. Chỉ sau vài ngày bị tra tấn như vậy, chức năng não và cơ sẽ yếu đi, quá trình suy nghĩ bị chậm lại. Và ý chí của anh giờ đây. Bạn có biết rằng trên thế giới có 15.000 đầu đạn với tổng công suất khoảng 7.500 megatons. Bạn cũng có thể nên biết rằng 5 phút trước tôi đã phóng một số chúng về hướng bạn Chẳng có lý do gì để đạp chân ga cả, Ano. Sóng sung điện tử giết chết tất cả các thiết bị điện tử, ngập tràn những chiếc xe hơi hiện đại, Tiếp đó bạn sẽ bị va chạm với sóng xung kích Ngay cả khi chiếc vỏ xe cũ rỉ sét này được làm bằng graphite rắn ở cấp độ nguyên tử Thậm chí còn mạnh hơn kim cương Và bằng cách nào đó bạn đã sống sót một cách thần kỳ sau tất cả sự phá hủy này Bạn vẫn sẽ phải trải qua địa ngục trần gian Hãy nhấc mông dậy đi Arno. Chúng tôi cần kiểm tra xem bạn còn cách tâm chấn của vụ nổ bao xa Hãy nhớ nếu bạn nhìn thấy một đám mây hình nấm Hãy đưa tay ra theo hướng đó và giơ ngón tay cái lên Nếu đám mây lớn hơn ngón tay cái của bạn thì bạn đang ở trong vùng phóng xạ. Quá là một anh chàng may mắn. Bạn có kem nắng không? Nó chẳng giúp được gì cho bạn đâu, đồ ngốc. Tôi chỉ đang đùa thôi. Bạn nên chạy khỏi đây đi, nhanh lên. Các đồng vị phóng xạ với số lượng nhỏ đã bắt đầu từ từ phá hủy DNA của bạn. Bạn tôi cảm thấy thế nào? Vâng, đúng vậy. Đây là thời điểm thích hợp để tắm. Tránh tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm và sử dụng các quy trình xử lý nước đặc biệt có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bạn. Làm một bộ lóng nước Ano, ngay cả bức xạ yếu nhất cũng sẽ dần dần dẫn đến các khối u ác tính. Vâng, xin chúc mừng, bạn đã vượt qua một vụ tấn công hạt nhân và không cần trang phục Halloween nữa. Nhưng đây không phải là kết thúc. Nếu ai đó trên thế giới phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, hiệu ứng Domino sẽ theo sau. Tất cả các cường quốc hạt nhân trên thế giới sẽ tung ra tất cả lực lượng tàn phá của chiến tranh. Sau đó là ngày tận thế thực sự đấy Ano. Kỷ nguyên của loài người có khả năng kết thúc, bạn sẽ chết thôi bạn tôi. Ano, âm thanh đó có phải do anh không? Tôi đã nói với anh rồi, do sự ngu ngốc của anh AI sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại cho bà xem Hoặc có thể không phải toàn bộ Một vụ nổ hạt nhân sẽ phá hủy khoảng 300.000 km vuông Tổng cộng có khoảng 362 triệu km vuông thích hợp để hủy diệt trên trái đất Để phá hủy mọi thứ, cần khoảng 128.000 đầu đạn Con số này nhiều gấp 10 lần số lượng hiện có trên thế giới Ani, anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân chưa? Tin tốt đây, một phần nhân loại sẽ sống sót được Câu hỏi duy nhất là trong bao lâu? Thực phẩm đóng hộp là lựa chọn tuyệt vời. Dạ, ê hề luôn. Nhưng Anu, anh sẽ tồn tại được bao lâu nếu không có cây nhỉ? Ở Swan Bar, kho hạt giống quốc tế đã được xây dựng. Tại đây đang chứa hơn 900.000 hạt giống, nhưng có thể chứa được tới 2 tỷ hạt. Chừng đó đủ để hồi sinh toàn bộ hệ thực vật trên trái đất. Hoặc ít ra nó cũng sẽ cung cấp thứ gì đó để ăn trong những đêm mùa đông hạt nhân kéo dài anh chuẩn bị kỹ rồi đó anh bạn nào là khoai tây chiên nước thực vật đồ hộp thuốc men thậm chí cả máy tính nhưng hình như anh lại quên thứ quan trọng nhất rồi trung bình một vụ nổ hạt nhân sẽ thải ra 50 tấn bụi vào khí quyển bụi từ vụ nổ của toàn bộ vũ khí hạt nhân trên trái đất có thể bao phủ 50 đến 85 phần trăm bầu trời trái đất Anh sẽ làm gì trước vậy Đùa hả Chiếc bánh burger chà bá lửa Còn chiếc xe thật ngầu thì sao Và cơ hội sống trong căn hộ của Trump nữa Hãy làm điều gì đó hay ho đi Wow, ani, Anh đúng là người hùng mà Thả hết con vật ra khỏi sở thú Anh cao cả quá đi Mọi người tiếc gì một like cho hành động này nhỉ Thế còn thú cưng thì sao Có tới 500 triệu chú mèo Và từng ấy chú chó sống trên trái đất Nhưng nếu thả tự do Chúng sẽ trở thành con mồi của lũ thú ăn thịt Thôi không nói về những chuyện buồn nữa, khi toàn bộ hành tinh đã mở cửa kinh doanh. Yeah, tàu lưỡng siêu tốc thú vị nhất quả đất. Tăng tốc lên 206 km trên giờ và lao xuống từ độ cao 127 m Ano à lúc trước họ không cho anh vào đây vì chiều cao khiêm tốn. Nhưng bây giờ thì không sao cả. Hmm, có vẻ như nó không vui chút nào. Không có con người, điện sẽ dần mất đi. Pin lithium tự xả sau 7 năm. Và anh có thể quên đi năng lượng mặt trời sau khoảng 20 năm khi tấm pin cuối cùng bị hỏng. Trong vài thập kỷ nữa, các nhà máy điện hạt nhân sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn nếu không có sự phục vụ của con người. Ano, à, ra khỏi đó đi. Nếu bị thương, anh sẽ không thể gọi 911 được đâu. Lần này may cho anh rồi đó. Như anh thấy đấy, vấn đề rác thải sẽ không đi đến đâu cả. Dựa và thủy tinh chỉ bị phân hủy sau 700 đến hơn 1.000 năm vào một ngày đẹp trời không biết trước thảm họa. Ano bị nhốt trong siêu thị cho đến cuối ngày. Có thể bạn sẽ hỏi tại sao và câu trả lời là chỉ vì tôi chỉ đơn giản muốn nhốt anh ta trong siêu thị. Ở đây bạn có thể ăn đồ ngọt và kẹo cả ngày. Bạn có thể chạy vòng quanh cửa hàng bằng xe đẩy. Bạn có thể tùy ý sử dụng hàng hóa để giải trí, thể thao, quần áo và thậm chí cả thuốc men. Trung bình có 120.000 sản phẩm khác nhau trong một siêu thị sẽ cho bạn sống vô tư trong 50 năm. Nhưng thật không may, nếu không có điện, một phần lớn hàng hóa này sẽ hư hỏng vào ngày hôm sau. Ở nhiệt độ phòng, toàn bộ hàng tấn sữa trong cửa hàng sẽ hư hỏng chỉ sau 18 giờ. Thịt gà, thịt lợn và thịt bò tươi sẽ hỏng trong vòng một ngày. Nếu may mắn hơn thì bánh mì và bánh ngọt sẽ tồn tại lâu hơn một chút, có thể là 36 giờ. Bạn có thể thử chuẩn bị. Bạn có thể muối cá và nướng bánh mì. Sau đó, thời hạn sử dụng của chúng sẽ được kéo dài hàng năm. Nhưng này, chớp lấy thời cơ đi, ano. À, Sau một tuần, rau và trái cây cũng sẽ hỏng và bạn sẽ phải chuyển sang ngũ cốc. Nhưng ngay cả việc chế biến ngũ cốc cũng sẽ làm cạn kiệt nguồn nước hạn chế mà bạn có thể uống trong ít nhất 10 năm. Bạn có thể cố gắng mở rộng nguồn nước bằng cách lọc nó qua than từ bộ phận làm vườn và sau đó làm sạch bằng bạc. Được rồi, vậy từ bây giờ bữa ăn thường ngày của bạn sẽ là đồ hộp. Món thịt bò hầm có thể tồn tại gần như vô thời hạn nếu bao bì không bị hỏng. Dưa chuột muối và cà chua có thể là một nguồn bổ sung nước. Vì vậy, 3 tấn đồ hộp trong cửa hàng sẽ giúp bạn tồn tại trong 8 năm. Wow, Anu, xin chúc mừng nhé. Anh được lên thiên đường rồi kìa. Xếp hàng và đợi Thánh Peter mở cổng cho anh vào đi nào. oh, quá là tuyệt nhỉ. Này, wow, nhìn kìa, đó là John Lennon sao? Không, hình như chỉ là chúa thôi. Có hẳn một bức tường đầy tranh vẽ các vị thần của những nhà hội họa tài ba. Ở các thời kỳ trước, người ta tin rằng thần cực kỳ hung ác và khát máu. Ví dụ, người Aztec liên tục hiến tế người sống cho thần Huitzilopochtli để cầu mưa. Các vị thần Hy Lạp cổ đại là hiện thân cho bản tính con người hay là các hiện tượng tự nhiên. Thật không may, Ani, theo quan niệm của Thiên Chúa Giáo, không như đạo hồi, anh sẽ không có 72 trinh nữ. Nhưng này, nhìn kia, ngay đó đó là John Lennon đó, hay lại là Chúa nữa thế? Và ngày ấy đây rồi, Ngài có nhiều tên gọi lắm Đấng sáng tạo Đức Giê-hô-va Thần Thánh Ôi Ngài ấy đang ngủ Anh không nên gây rối ở chỗ của Ngài ấy Ani Ano, anh nghĩ gì thế hả Anh không được phép vào đó Đây là trung tâm điều khiển toàn thế gian này đấy Đừng động vào gì cả Ano Ôi, mọi chuyện không ổn rồi Trong vài thế kỷ qua đức tin trên thế giới này đã dần dà biến mất và chúa giống như hầu hết mọi sinh vật sống trên thế gian này cũng có người ghét đừng giả mạo chúa anu à, no, con người thật sự quá tham lam để có thể ở vị trí này và đã có khá nhiều ví dụ điển hình trong quá khứ họ đều không có kết cục tốt đẹp anu à, no, dừng lại đây không phải trò đùa đâu anh bạn giờ mọi chuyện đều dối như tơ rồi cuồng tín quá thì dễ gây chiến tranh lắm và giờ cuộc thập tự chinh bằng hạt nhân bắt đầu rồi Anu, dừng nó lại ngay trước khi quá muộn Anh có đang nghe tôi nói gì không hả? Phù, vừa kịp lúc Này, chú ơi, đừng hiểu lầm câu này Nhưng mà tạ ơn chúa, ngài đã đến rồi Anu, xem ra anh tiêu đời rồi Hey, ai tắt đèn vậy trời? Anu, tốt nhất anh đừng động vào cái gì Chuyện gì thế? Ano chạy mau Đất mẹ ơi Có vẻ như chúng ta xuyên về thế kỷ 13 rồi Và ta đang ở thời kỳ của tòa án dị giáo Một chuyến đi không tưởng Nhiệm vụ chính của tòa án dị giáo lúc đó Là bài trừ kẻ dị giáo Hey Ano đã làm gì đâu Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi Họ cho rằng điện thoại của anh là vũ khí ma thuật đen Toán dị giáo trải qua khoảng thời gian không mấy thuận lợi. Khi Galilei chứng minh rằng trái đất quay quanh mặt trời, ngay lập tức nó đi ngược với quan điểm của công giáo. Ano, anh đen lắm. Thời đấy bất kỳ ai tóc đỏ đều bị coi là có dinh líu đến ác quỷ. Thả lòng nào, ít nhất họ mới hỏi cung anh thôi. Ngồi xuống và bình tĩnh đã. Ghế được làm từ sắt đặc chế nên chúng có thể bị hút nóng. Thường phạm nhân sẽ thú tội sau khi bị tra tấn Anh phải từ bỏ tà giáo thôi Ano Trong suốt thời kỳ của tòa án dị giáo Rất nhiều nghi lễ của người ngoại đạo bị coi là mát thuật đen Họ đã cố để đồng hóa người ngoại đạo đi theo công giáo Thôi nào Ano Thuận theo họ đi rồi anh sẽ được tự do Sự thật đúng là tòa án dị giáo đôi khi sẽ để những người hối cải được tự do Thánh chúa ơi, giờ tính sao? có vẻ ai đó cáo buộc anh rồi thời đó người ta thường buộc tôi ai đó là chống phá để trừ khử họ tôi không biết liệu anh chịu được bao nhiêu tra tấn nữa ano ạ à. nhìn này bốt đá của tây ban nha xiên họng của dị giáo và cái lò của judas ano tôi cực lực khuyên anh hãy thú hết mọi tội đi ok chỉ cần ký vào đây anh sẽ thừa nhận mình là thuật sĩ phù thủy ma pháp sư gì đó tin vui là tra tấn thế là kết thúc còn hội tòa án dị giáo thì thực ra là sẽ không xử tử người ta. Sau khi thú nhận, tôi sẽ nhận án phạt từ chính quyền tòa. Bình tĩnh nào Ani, không ai dám thiêu anh đâu. Theo luật thì họ chỉ chặt đầu anh thôi ấy. Wow, có vẻ như tất cả đều sợ hãi khả năng tạo ra lửa từ đôi tay anh. Vì nó nhìn như ma pháp thuật vậy. Tụi công giáo mê muội này điên rồ quá. Cái gì cũng tin được. Đây không phải là viễn cảnh tươi sáng mà con người luôn nghĩ. Thay vào đó, năm 2050, trái đất chịu hậu quả từ nóng lên toàn cầu. Dân số thế giới vượt ngưỡng 10 tỷ người Sự quá tải dân số này Đã gây ra sự thiếu nước sạch trầm trọng Và các thế lực lao vào tranh giành nhau lon Pepsi cuối cùng Thôi được rồi, trở lại nhiệm vụ Năm 2050, tất cả mọi người đều có giấy phép từ tính Và bởi các máy móc thù địch có thể nhận dạng cảm biến từ xa tới 10km Anu, à no, anh sẽ là người an toàn nhất và không thể bị tấn công ở 2050. Anh là người sẽ giúp thay đổi cục diện cuộc chiến. Các chiến binh tập hợp. Thế rồi, Anu, à no, kẻ thù được báo là xuất hiện tại phía Bắc. Tuy nhiên, con đường đã bị chặn bởi các súng bắn điện. Thay vì bắn đạn, chúng phóng ra các súng điện mạnh với vận tốc lên đến 7.000 km h Chúng ta phải tìm hầm trú ẩn. Nhanh nào, mau xuống đường hầm Anh thoát khỏi họng súng rồi Ano Nhưng có vấn đề khác đây Bọn máy móc dò tìm À, đừng lo Ano Nhớ này, bọn lơ lửng này không nhận diện được anh đâu Anh chỉ cần đi nhanh qua chúng nó rồi rút điện thôi Tốt lắm Ano Tương lai chắc chắn phải trông cậy vào người như anh Tiến lên bạn tôi ơi Sắp thành công rồi Đến lúc lên bề mặt rồi Ano, nhiều kẻ thù xung quanh quá Mặc giáp máy vào ngay Có bộ giáp này Anh sẽ trở thành một chiến binh siêu phàm Đi mãi không mệt Tất cả các hoạt động thể chất Sẽ trở nên dễ dàng gấp 20 lần So với trước đây Anh làm bất khả chiến bại Anu à, no. Giờ anh chỉ cần tìm cách điều khiển nó Ôi không Anu à, no. Anh vừa mới giết chết chính mình ở tương lai Ok Ta không có gì giờ để đau buồn Kẻ thù đang tới Anh có tia phun lửa Bắn nó đi Ồ oh yeah Ai mà nghĩ được ngày này lại xảy ra ở Hollywood cơ chứ Ano à, coi chừng Có tên lửa Ano à, Ano <laughs> à, Anh ổn chứ Ano à, Anh bị chấn thương nghiêm trọng Nên các bác sĩ đã thực hiện vài phẫu thuật Cơ thể anh vẫn ổn Nhưng có một vấn đề ở đây Giờ ta cần một người không có giấy phép từ tính Và anh sẽ phải du hành thời gian để tìm ra đây là người anh cần tìm. Hãy đưa anh ta đến đây. Uhm. Bạn của mình không làm vậy đâu. Anu, à, bạn đã làm gì thời gian qua vậy? Ồ, oh, không phải bạn mà là người gì nguy hiểm của bạn. Sau khi được thả, cô nàng lại quay lại thói quen xấu. Và giờ FBI sẽ mang bạn đi trong 24 giờ. Bởi vì cha, bạn biết rõ cô nàng nhất mà, có khoảng 15.000 đặc vụ làm việc cho FBI. Với 5-6 văn phòng khu vực Cơ sở đào tạo chính của họ được đặt tại Quantico Virginia Hơn 100 đặc vụ có mặt tại cơ sở bất cứ lúc nào Sẵn sàng đào tạo các đặc vụ mới Họ cũng sẽ dạy Anno của chúng mình đấy Đặc vụ FBI phải sẵn sàng cho mọi tình huống Ngoại trừ việc này Làm sao có thể trở nên hữu ích đây Anno Các đặc vụ FBI có quyền mang vũ khí vào năm 1934 Tức là sau 26 năm kể từ ngày thành lập Ngày nay, việc đào tạo thiện xa là hoàn toàn cần thiết và là một trong các khóa học quan trọng nhất. Và Ano dường như đang làm tốt đấy. Sau khi chứng minh khả năng của mình trong quá trình đào tạo, Ano của chúng mình sẽ trở thành đặc vụ FBI trong 24 giờ. Công ty không tồi, Ani. Có lẽ Ano của chúng mình sẽ thử sức với Cục Phòng chống tội phạm được thành lập vào năm 2002. Đây là nơi có đủ loại công nghệ tiên tiến sẽ giúp Ano trong quá trình tìm kiếm của mình. Bạn đã tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm chưa, Ano? Nào, cố lên, Ano. Mình biết không nên mong đợi nhiều mà. Rốt cuộc, bụng của bạn luôn được ưu tiên. Nhờ vài mánh khóe. Tất nhiên, không phải Ano. FBI đã tìm ra nơi đồng bọn của gì anh bạn sinh sống. Tay đua xe khét tiếng được biết đến với cái tên Buffalo Joe. Và giờ các phẫu thuật đặc biệt đang được tiến hành. Đây là nghi phạm. Mọi người chuẩn bị ồ oh, cố lên ano bạn luôn bị gì thế nhỉ ano nhanh lên đồng nghiệp của bạn cần giúp đỡ kia cứ thế này thì bạn ngăn anh ta kiểu gì chứ cái gì không thể tin được thật vi diệu sự ngốc nghếch của bạn lại có ích đây là cơ hội để bạn thẩm vấn một tù nhân chà ano để có câu trả lời bạn phải đặt câu hỏi và họ nói im lặng là vàng ồ oh, bạn có ý hay phải không bạn sẽ cho anh ta bài học về đạo đức tốt hả Ôi chúa ơi, thật là bước đi nguy hiểm. Ano, à, mình không nhận ra đấy. Không ngờ bạn có thể làm tan vỡ anh chàng cơ bắp này, trông như cậu bé vậy. Cha, Ano, à, bạn sắp bắt được gì của mình rồi. Anh nghĩ mình đã là đặc vụ FBI thực sự, Ano, à, nhưng anh ấy vẫn hành động như cảnh sát điển hình vậy. Này, thế còn việc tìm kiếm cô của anh thì sao nhỉ? Hãy cùng xem qua kho lưu trữ của FBI nhé. Hơn 5.000 sợi tóc riêng lẻ được lưu trữ ở đây để làm bằng chứng. Thậm chí còn có hồ sơ của vụ án của Charlie Chaplin và John Lennon. Chúng ta cần tìm vụ của gì để nhận được lệnh nghe lén cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lén cô bạn, giống như với Pablo Escobar vậy. Và theo thông tin mới nhất, cô vừa tự đặt bánh pizza. Ano, à, đây là cơ hội. Anh có thể cải trang. Vì sự an toàn, anh sẽ có micro ẩn bên mình và nhiệm vụ là lén giấu lỗi trong văn phòng của cô ấy. Đến giờ rồi, đi đi, Anu. Bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào anh. Điều rất quan trọng là phải cố gắng hành động tự nhiên nhất có thể. Ai, ai, ai. Tiếng chung cửa thật là... Ani, vào nhà rồi, đây là cơ hội của anh đi đi đi, đi. cố lên ano đây là nhiệm vụ của anh mà đi và đặt con bọ vào văn phòng của cô nàng đi tuyệt vời bây giờ hãy từ từ và cẩn thận lén lại gần oái dường như có chút vấn đề ano ừ nhanh lên nghĩ cái gì đó đi ôi không Ano! À, ra ngoài nhanh! Chạy đi! Trước khi quá muộn! À, cô ấy nguy hiểm hơn mình nghĩ một chút! Ani! À, cố lên! Chắc chắn sẽ có ai đó cứu bạn! À, bị phát hiện rồi anh bạn ơi! Bây giờ cô sẽ giết anh ấy trong nháy mắt! Anh kiếm đâu ra đống chiến lợi phẩm này vậy? Ano! À, bộ anh bán thận hả? À không Hình như anh đã bị gài bẫy Và anh sẽ đi tù Có một hệ thống phân cấp bất thành văn ở đây Những tên cướp ngân hàng và các thủ lĩnh băng đảng được kính trọng nhất Nhưng Ani, anh bạn à Giả vờ cứng rắn ở đây không đáng đâu Nói chung anh cũng kiếm được tiền Tù nhân kiếm trong các nhà tù ở Đức, Thụy Điển và Na Uy được nhiều tiền nhất Trong nhà tù Howden Anh có thể kiếm được tới 1.600 đô la mỗi tháng Và ở Ý có một nhà hàng trong tù nơi chỉ toàn mafia khét tiếng làm việc và đầu bếp ở đó kiếm được nhiều tiền hơn quản giáo. Được rồi, Annie, đã đến lúc tính kế trốn thoát rồi đó. Tất cả những gì anh cần làm là thoát ra khỏi phòng giam, đối phó với đám vệ sĩ và tìm đường thoát. Kế hoạch đáng tin cậy như đồng hồ thủy sĩ. Nhưng anh có thể muốn tìm cách khác. Ở Brazil, anh có cơ hội tốt nhất để được trả tự do sớm. Tập thể dục 16 tiếng trên xe đạp sẽ giảm án phạt của anh đi một ngày. Đọc mỗi cuốn sách sẽ rút ngắn 4 ngày tù giam. Anh cũng có thể đăng quần áo hàng hiệu, cứ 3 ngày làm việc thì trừ một ngày giam, thậm chí anh sẽ còn được trả tiền nữa cơ. Ano, cái này dành cho anh đó. Áo choàng màu đỏ nhạt có nghĩa là tù nhân có xu hướng trốn thoát. Ano, đây có thể là cơ hội của anh. Thôi nào Ano, giật chìa khóa đi. Ờ uh ờ, -oh, hình như anh đang gặp trắc rối. Bảo hiểm y tế của tù nhân đôi khi còn tốt hơn của cai ngục lên tới 16.000 đô một năm. Tính ra anh may mắn khi ở trong tù đó nha. Thoát khỏi ADS Florence là điều không thể được. Các phòng giam có kích thước 3,4 x 2 m với cánh cửa bọc thép và hệ thống ống nước bê tông. Giò sen được hẹn giờ, còn cửa sổ rộng chưa đến 10 cm. Tại đây, các tù nhân phải trải qua 23 giờ bị cách ly của anh Toàn. Ah à, no, anh được cứu rồi. Bây giờ anh cần nghĩ xem ai đã gài bẫy mình Câu trả lời đã rõ. Ồ không. Được lặp lại mà.